Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 129 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bấy giờ, Đông Quần Chân Tiên nhướng mày, bởi vì hắn nhìn thấy ở phía xa xa lại có một thiếu niên mặc bạch bào bay tới. Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma ư? Đông Quần Chân Tiên lập tức liền đoán ra được. Ngươi cho rằng ta công kích ngươi cần phải tiêu hao rất nhiều pháp lực hay sao? Thiếu niên mặc áo bào màu trắng phông tay lên, một đóa hoa sen bằng hỏa diễm nhanh chóng bay đi về phía không trung, trực tiếp bay đến phía Đông Quần Chân Tiên. Sau đó, đóa hoa sen hỏa diễm này cuồn cuộn một cái, trực tiếp úp xuống phía dưới, đồng thời thoáng cái đã nhanh chóng biến thành một cái hoa sen lớn chừng ngàn dặm. Đồng thời cánh hoa của hoa sen cũng bắt đầu nở rộ. Tám cái cánh hoa hoàn toàn nở rộ, đồng thời chân hỏa ngập trời cũng bay thẳng xuống phía dưới để thiêu đốt. Đáng chết mà! Đông Quần Chân Tiên thấy thế lập tức liền biến sắc, lập tức phát bảo hình dáng cái chén kia lại một lần nữa xuất hiện bao quanh hắn lại. Hỏa diễm ngập trời bao phủ mà đến, thiêu đốt ở chung quanh pháp bảo dạng cái bát này, ngay cả mặt đất cũng biến thành tro bụi. Đông Quần Chân Tiên lơ lửng, một cái chén lớn bảo hộ hắn ở bên trong. Tám đại chân hỏa ở bốn phương tám hướng vây quanh hắn điên cuồng mà thiêu đốt. Lần này có thể nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Kỷ Linh đứng ở giữa không trung nhìn xuống, bát hỏa càn khôn giới tự thành thế giới thiêu đốt địch nhân, tuy rằng cũng không phải là vô địch. Thế nhưng địch nhân một khi chạy ra khỏi phạm vi của bát hỏa càn khôn giới, tự nhiên cũng sẽ không bị tám đại chân hỏa công kích. Chỉ là tên tù phạm này căn bản không có cách nào rời khỏi một khu vực như vậy được, cho nên đối phương chỉ có thể thừa nhận tám đại chân hỏa vây công mà thôi. Đây chính là bảo vật mà tổ thần Trúc Dung tự tay luyện chế ra, uy năng mà tám đại chân hỏa liên hợp lại có thể nói là vô cùng kinh người. Có điều bởi vì bản thân đã đựng tám đại chân hỏa, cho nên công kích chủ yếu cũng dựa vào tám đại chân hỏa này. Kỷ Linh chỉ cần duy trì pháp bảo, ngẫu nhiên đưa vào một chút pháp lực là đủ rồi. Đáng chết mà! Đông Quần Chân Tiên bắt đầu nóng nảy. Ngọn lửa này thiêu đốt dựa vào hỏa diễm, đối với pháp lực của đối phương tiêu hao rất ít, cho nên hắn ta có thể một mực duy trì được lâu dài. Thế nhưng ta lại phải một mực duy trì pháp bảo để chống cự. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì... Hắn kiếm đâu ra loại pháp bảo như này cơ chứ? Đông Quần Chân Tiên vừa vội vừa giận dữ. Bát hỏa càn khôn giới ẩn chứa tám đại chân hỏa, chỉ cần một kiện cũng đã hơn được trăm kiện pháp bảo thuần dương cực phẩm bình thường. Mặc dù Kỷ Linh ở trong thế giới lao ngục này giết ba thiên thần thiên tiên thì cũng sẽ không có được loại bảo vật như vậy. Bên trong thủy phủ, một tấm bia đá đang ở trong điện sảnh. Vèo! Kỷ Linh đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn tấm bia đá này, tâm ý khẽ động một cái, tấm bia đá lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay vào bên trong mi tâm của Kỷ Linh. Ra! Kỷ Linh nhìn về phía một bên, bên cạnh hắn đồng thời xuất hiện 15 đạo thân ảnh. Mỗi người nhìn như chỉ có khí tức của thiên tiên, bộ dáng cũng khác nhau. Thế nhưng 15 người này chính là một trong 18 phân thân của Kỷ Linh lại thi triển ra bát kiểu huyền công biến hóa mà thành. Bọn họ thi triển bát kiểu huyền công, coi như là chân thần đạo tổ thì chỉ sợ cũng không quan sát ra được. Chỉ có khi thi triển thần thông chuyên môn về nhãn thì mới có thể khám phá ra được hư thực của bát kiểu huyền công. Bằng không mà nói, cho dù có một ít đại năng giả có thể dò xét được tam giới, thậm chí có thể thẩm thấu vào bên trong tiên thiên linh bảo như thủy phủ, thì sợ rằng cũng không nhìn ra được 15 bọn họ chính là phân thân của ta. Kỷ Linh thầm nghĩ trong lòng, chỉ là muốn thẩm thấu vào trong tiên thiên linh bảo dò xét hư thực quả thực rất khó. Bên trong tam giới này, người có thể làm được chuyện này cũng không cao hơn số lượng hai bàn tay. Bát kiểu huyền công đệ cửu chuyển, một khi biến hóa ở cự ly xa thẩm thấu tiên thiên thủy phủ để dò xét sẽ không nhìn ra được hư thực. Chỉ là cũng không có ai biết được ta có rất nhiều phân thân, những phân thân này mới có thể bảo vệ được tính mạng của ta, càng có thể có hiệu quả nhiều hơn đối với ta. Kỷ Linh thầm nghĩ. Kỷ Linh ra khỏi thủy phủ, trở về bên trong nhà cỏ. Sau khi thu phân thân, Kỷ Linh đi ra khỏi nhà cỏ, lại ngẩng đầu nhìn Ngũ Bảo Sơn ở phía trước. Hắn lập tức truyền âm nói: "Cửu nha."
lập tức có một đạo lưu quang bay tới. Lão giả Cửu Nha Thiên Thần hói đầu, lập tức có mặt nói: "Bái kiến phủ chủ." "Ngươi về Trích Tinh đại thế giới trước đi, ta còn có chuyện phải làm." Kỳ Linh nói: "Vâng." Cửu Nha Thiên Thần đáp. Tiếp đó, Kỳ Linh một mình một người cưỡi hư không chu, trực tiếp đi ra khỏi kiếm tiên giới. Ở trong hư không vô tận có một ngôi sao cực lớn, trong đó chói mắt nhất chính là Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh. Kỳ thực, nếu như chỉ luận về độ lớn nhỏ mà nói, chính là Nữ Hoa đại thế giới. So với Tân Hỏa đại thế giới và Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh còn nhỏ hơn rất nhiều. Hai ngôi sao chí tôn này phóng ra nhiệt lượng chiếu sáng cho toàn bộ tam giới. Những ngôi sao này cũng là từ trong hỗn độn thai nghén mà thành. Năm đó, khi bản cổ mở ra thiên địa sinh ra đời là bởi vì tiêu hao một lượng lớn hỗn độn. Hỗn độn tiêu hao quá lớn, vì vậy chung quanh mới xuất hiện hư không. Đây chính là lai lịch của hư không vô tận. Một lượng lớn hỗn độn tiêu hao, cho nên những ngôi sao ở trong hỗn độn cũng từ đó mà xuất hiện. Xoẹt! Một chiếc hư không chu phi hành ở trong hư không, không ngừng xuyên qua, thậm chí còn xuất hiện ở trên một ít ngôi sao. Rất nhanh đã bay đến tận cùng của hư không. Nói là hư không vô tận, thế nhưng cũng vẫn có tận cùng, mà ở đây chính là tận cùng của hỗn độn. Hư không chu trực tiếp đâm vào bên trong của hỗn độn, tiếp tục phi hành ở bên trong đó, không ngừng xuyên qua. Cũng trong lúc đó, ở trong thế giới tối tăm, giữa không trung có một cái vương tọa cao vạn trượng đang lơ lửng. Thần vương trầm tư nói: "Kỳ Linh này sao lại tiến vào hỗn độn vậy?" Kỳ Linh đột nhiên rời khỏi kiếm tiên giới, thậm chí lại còn tiến vào hỗn độn. Bên phía trận doanh của Nữ Hoa còn không chú ý tới, thế nhưng bên phía Vô Gian Môn này lại biết rất rõ. Bởi vì bên Vô Gian Môn lo lắng Kỳ Linh lại đến đánh lén, cho nên bọn họ luôn sắp xếp nhân thủ ở đây để dò xét. "Đi hỗn độn làm cái gì chứ?" Thần vương có chút nghi hoặc. "Đáng tiếc không có cách nào tra xét ra được." Mặc dù thần thông rất cao minh, lực lượng vô hình của thần vương thẩm thấu tiến vào bên trong hư không dò xét một phen vẫn còn có thể làm được. Dù sao hư không vô hình cũng không có trở ngại gì, chỉ là ở trong hỗn độn vô tận lại có trở ngại rất lớn, căn bản không có cách nào tra xét ra được. Hỗn độn vô cùng vô tận, tối tăm mờ mịt, sương mù tràn ngập. Bên trong đám sương mù tối tăm mờ mịt này ẩn chứa lực lượng thần kỳ. Nếu như có thể tìm hiểu hỗn độn thiên đạo, như vậy sẽ có thể từ trong sương mù ở đây hấp thu được một ít hỗn độn chi lực. Chỉ có điều, hiển nhiên Kỳ Linh còn chưa làm được chuyện này. Hắn ở trong hỗn độn vẫn không có cách nào đạt được ngoại lực bổ sung, chỉ có thể tiêu hao pháp lực của bản thân hoặc là dùng linh đan để bổ sung mà thôi. Đương nhiên, ngao du thời gian ngắn ở trong hỗn độn cũng coi như không thành vấn đề. Nếu như thời gian ngao du dài, như vậy pháp lực sẽ tiêu hao hết, sẽ bị mất mạng ở trong hỗn độn. "Ồ, ở đây có thật nhiều sao?" Ở bên trong hỗn độn thường xuyên có thể phát hiện ra một số ngôi sao, loại nhỏ chỉ sợ cũng lớn chừng một ức dặm, loại lớn có thể lớn hơn rất nhiều một phương đại thế giới. Những ngôi sao này mặc dù ở bên trong hỗn độn, thế nhưng bởi vì cách tam giới quá gần, cho nên đã sớm bị đại năng giả của tam giới lúc ngao du dò xét rõ ràng. Trong địa đồ cũng đã đánh dấu ra một đám. Kỳ Linh căn cứ theo địa đồ mà Phương Thốn Sơn lấy được, xé rách hư không, tiến hành xuyên thẳng cự ly ngắn, đi qua từng ngôi sao một. "Là ngôi sao này ư?" Vèo. Ngôi sao mà hư không chu giờ phút này đang đứng trước mặt, toàn thân hoàn toàn do băng cứng cấu thành, luận lớn nhỏ sợ rằng có thể sánh ngang với đại hạ thế giới. Toàn bộ ngôi sao tản ra hàn khí vô tận. Ở mặt ngoài của ngôi sao cũng có một ít khe rãnh cực lớn, giống như là hạp cốc. Cũng có những chỗ nhô lên như là những ngọn núi. Ở bên trên ngôi sao này cũng có cuồng phong, thế nhưng lại không có bất kỳ sinh mạng nào khác cả. Coi như là thần ma tiên nhân thì cũng không muốn sống sinh hoạt ở trên ngôi sao nghèo nàn như vậy. "Đi." Kỳ Linh tâm ý khẽ động, lập tức từ trong mi tâm của hắn có một tấm bia đá bay ra. Tấm bia đá này trực tiếp bay ra, bay về phía hạp cốc tĩnh mịch ở phía trước. Rất nhanh đã bị cuồng phong thổi qua, làm cho nó rơi vào trong chỗ sâu nhất trong hạp cốc. Dưới tâm thức của Kỳ Linh dò xét, tấm bia đá kia rơi vào chỗ sâu trong hạp cốc, sau đó rất nhanh đã bị vô số tầng băng bao trùm, hoàn toàn bị đóng băng ở chỗ sâu trong ngôi sao này. Nếu như là người bên ngoài tới, đương nhiên sẽ không có cách nào dùng tâm thức dò xét được. Thế nhưng Kỳ Linh đã khống chế tấm bia đá này, đương nhiên có thể cảm ứng được nó. "Đặt tấm bia đá ở đây, dù là ai cũng không có cách nào tra xét ra được." Kỳ Linh thầm nghĩ. Ở bên trong hỗn độn, đại năng giả cũng không có cách nào xuyên thấu qua hư không để tra xét ra. Cho dù có ai có thực lực ngập trời,
tâm thức có thể bao phủ tới nơi này. Thế nhưng tấm bia đá này, bản thân đã thần bí vô cùng, người ngoài phải dùng mắt thường mới có thể nhìn thấy được. Cho nên, cho dù có đại năng giả biết rõ Kỷ Linh có tấm bia đá, biết rõ Kỷ Linh giấu ở bên trong ngôi sao này, thế nhưng cũng phải điều tra từng tấc của ngôi sao này, lại dùng mắt thường để quan sát. Một ngôi sao sánh ngang với đại hạ thế giới, muốn xem xét từng tấc một, quả thực là nằm mơ. Huống chi cũng không ai biết Kỷ Linh đã đem tấm bia đá đặt ở chỗ này. Ở nơi này chính là nơi cuối cùng mà ta phản kích. Nếu như ta rơi vào tai họa ngập đầu, ít nhất hai phân thân mà ta giấu ở trong tấm bia đá này vẫn có thể một lần nữa tu luyện, khôi phục lại tất cả phân thân. Kỷ Linh thầm nghĩ trong lòng. Xoẹt, lập tức hư không chu lại đi dạo một ít ngôi sao ở bên trong hỗn độn một vòng. Về sau Kỷ Linh lập tức rời khỏi hỗn độn, về tới hư không vô tận. Hiện tại hắn cũng chỉ dám dạo chơi ở trong hỗn độn, đã hoàn toàn được tam giới dò xét rõ ràng, đồng thời khoảng cách cũng tương đối gần, chứ không dám xâm nhập vào quá xa. Ai cũng không biết lần này Kỷ Linh tiến vào hỗn độn, thả tấm bia đá kia ra, thậm chí bên trong đó còn có hai cỗ phân thân của hắn. Hai cỗ phân thân kia đang dựa vào bắt hỏa càn khôn giới cùng với một ít pháp bảo thuần dương, phóng thích ra phong hỏa lôi điện kiệt lực công kích tới các chân thần chân tiên ở trong đó. Sau khi về tới vô tận hư không, Kỷ Linh cũng đã đến thế giới đại hạ. Kỷ Linh đang đứng ở giữa không trung, lại lấy ra một tấm lệnh bài, rót pháp lực vào trong đó. Đồ nhi! Thanh âm của Bồ Đề vang lên bên tai của Kỷ Linh. Sư phụ, Đồ Nhi phải về Tà Nguyệt đại thế giới một chuyến, đồng thời còn có việc muốn nói cho sư phụ biết. Kỷ Linh nói. Xoẹt, xoẹt. Lập tức ở trên không trung bên cạnh tức thì xuất hiện một đạo vòng xoáy. Kỷ Linh trực tiếp cất bước tiến vào, tiến về Tà Nguyệt đại thế giới. Xuyên qua vòng xoáy không gian, trước mắt đã xuất hiện một ngọn núi lớn nguy nga lơ lửng, chính là Phương Thốn Sơn. Sư thúc, sư thúc, sư thúc tổ. Hành tẩu ở trong Phương Thốn Sơn, ngẫu nhiên Kỷ Linh cũng nói một hai câu với một ít người quen thuộc. Sau đó hắn lập tức đi tới trước miếu đạo sĩ của sư phụ Bồ Đề. Ở cửa miếu đạo sĩ, hai đạo đồng Thanh Thủy Bạch Hà cũng không có ngăn cản hắn, hiển nhiên đã nhận được lão tổ phân phó. Kỷ Linh đi vào miếu đạo sĩ, vừa vào đã nhìn thấy sư phụ Bồ Đề đang khoanh chân ngồi ở phía xa. Bái kiến sư phụ. Kỷ Linh cung kính hành lễ. Sao, có chuyện gì vậy? Bồ Đề nhìn Kỷ Linh hỏi. Lần này đệ tử tiến hành đánh lén đối với vài chỗ của Vô Gian Môn, giết hơn 10 vị thiên thần chân tiên. Kỷ Linh nói. Đệ tử muốn bức Vô Gian Môn kia thả sư tỷ ra, chỉ là Vô Gian Môn kia vẫn như trước, không có ý định đáp ứng. Thật là bất ngờ, trong lúc xem xét chiến lợi phẩm, trong đống chiến lợi phẩm kia, đệ tử lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Bồ Đề cười nói. Ồ, vậy sao? Thứ gì mà đặc biệt? Mau đến nói cho sư phụ nghe đi. Dạ, những thiên thần chân tiên kia thì cũng không nhắc đến, thế nhưng thu hoạch lần này là tới từ thiên tiên thiếu viêm xỉu kia. Kỷ Ninh nói. Còn ở trong đống bảo vật còn sót lại của thiếu viêm xỉu đã nhận được một kỳ vật ẩn chứa 7 đại pháp môn, mà 7 đại pháp môn này mỗi một môn đều huyền diệu khó lường. Đệ tử cũng phải dùng hết toàn lực thì mới có thể học được tất cả 7 đại pháp môn này, mà lúc học kỳ vật kia lại lăng không vỡ vụn hóa thành hư vô. Kỷ Linh cũng phải suy tư một lúc lâu mới quyết định nói ra như vậy. 7 đại pháp môn hắn cũng có thể nói cho sư phụ, bởi vì dù sao hôm nay hai đại trận doanh đối chiến, pháp môn này ở trong tay hắn cũng là vô dụng. Nếu như bẩm báo lên trên, nhất định chỗ tốt sẽ càng lớn hơn. Hắn không sợ bên Vô Gian Môn hạ độc thủ, chỉ sợ bên trong trận doanh phe mình lại có ai đó ra tay đối với mình. Ví dụ như đại năng giả nào đó có ân oán tương đối lớn với sư phụ Bồ Đề lão tổ, người này lại suy đoán Kỷ Linh đã đạt được bảo vật lợi hại của hỗn độn dị tộc. Cho nên dù có giết Kỷ Linh, dù về sau Bồ Đề lão tổ tức giận, thế nhưng cũng đã chậm rồi. Ồ, vậy sao? Bồ Đề cười gật đầu nói. Có thể là truyền thừa do một vị đại năng giả lưu lại chăng? Học được truyền thừa, vật truyền thừa trực tiếp vỡ vụn hóa thành hư vô. Đây là thủ đoạn đề phòng truyền thừa tiết lộ ra ngoài nhiều. Chuyện này cũng coi như là tương đối thông thường. Đây là 7 đại pháp môn mà Đồ Nhi đã ghi nhớ. Kỷ Linh lấy ra một cuốn thẻ tre rồi đưa về phía trước. Đồ Nhi đã khắc tất cả vào trong đó, xin sư phụ xem qua. Bồ Đề tiếp nhận, lúc này tâm thức mới bắt đầu thẩm thấu vào bên trong tra xét. Một lần xem xét cũng mất trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Bồ Đề hoàn toàn đắm chìm vào bên trong, mà Kỷ Linh cũng lặng lẽ chờ đợi ở bên cạnh. Kỷ Linh! Bồ Đề ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Kỷ Linh.
có thể con đã lập công lớn rồi. Trong lòng Kỳ Linh buông lỏng một hơi, có thể trợ giúp được trận doanh phe mình là tốt rồi. Thực lực của mình có hạn, cho nên rất nhiều pháp môn ở trong tay hắn cũng là vô dụng. Chỉ có đảo ngô thập bát thần ma và tội nghiệt thần binh là hắn có thể dùng. Đảo ngô thập bát thần ma lại còn là mượn hỗn độn linh dịch chân quý dị thường thì mới có thể tu luyện được tới tầng thứ hai. Về phần những pháp môn khác, cho dù cho hắn thì tạm thời hắn cũng khó có thể tìm hiểu thấu đáo được. Bảy đại pháp môn này đích thế là pháp môn của hỗn độn dị tộc. Bồ đề sợ hãi thán phục nói: không nghĩ tới ở trong tay một thiên tiên nho nhỏ lại có được pháp môn như vậy. Xem ra đích thị là người nào đó đã giết chết hỗn độn dị tộc nào đó, mà trong đống bảo vật còn sót lại của tên hỗn độn dị tộc lại có thứ này. Sau bảo vật này lưu lạc trong tam giới lại bị thiếu viêm xỉu này nhận được. Pháp môn của hỗn độn dị tộc mà ta biết cũng không ít, thế nhưng bảy đại pháp môn này tuyệt đối đã đạt tới trình độ cao nhất rồi. Đặc biệt là cái lăng phù này vô cùng hữu dụng. Vẻ mặt của Bồ Đề tràn ngập mừng rỡ. Biết không ít pháp môn của hỗn độn dị tộc ư? Kỳ Linh nhìn sư phụ có ý dò hỏi. Đương nhiên là không ít rồi. Bồ Đề cười nói. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, hỗn độn dị tộc mà chúng ta giết cũng có rất nhiều. Người lợi hại thì như La Hầu, đặc biệt là vạn vật chi chủ. Ở dưới trướng vạn vật chi chủ cũng có đại quân. Chúng ta giết hắn không còn một mống, đương nhiên cũng đạt được bảo vật mà bọn họ lưu lại. Bảy đại pháp môn mà con lấy được này, chỉ sợ là bảo vật của hỗn độn dị tộc nào đó đã để lại, sau khi đối phương chết đi mới lại di tán ở trong tam giới. Kỳ Linh gật đầu. Thế nhưng pháp môn của hỗn độn dị tộc có một ít có công dụng rất lớn, thế nhưng lại có một ít... Bồ Đề lắc đầu nói. Lại cần một ít kỳ vật. Đó là những kỳ vật ẩn chứa trong thế giới mà dị tộc sinh tồn. Trong tam giới chúng ta căn bản không tìm thấy được, vì vậy mới được coi là vô dụng. Cũng tỉ như cái đảo ngô thập bát thần ma của con vậy. Nếu như muốn tu luyện thành tầng thứ hai, không ngờ lại cần nhiều kỳ vật như vậy, mà có một ít ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua. Loại pháp môn có thể tạo ra phân thân này, ở trong đám dị tộc trước đó chúng ta giết cũng có hai loại. Theo thứ tự là thập nhị đô thiên thần ma và thiên thần thánh điển. Thập nhị đô thiên thần ma này rất giống với thứ con nhận được, bất quá nó chỉ phân hóa thành 12 phân thân. Độ khó tu luyện nói một cách tương đối mà nói cũng thấp hơn một ít so với cái của con. Trong đám đại năng giả cũng có cường giả tu luyện thứ này, mà thiên thần thánh điển thì lại rất lợi hại. Tu luyện tới đại thành thì lại có thể chia ra làm 1000 đạo phân thân. Thực lực của tất cả phân thân đều có thể đạt tới mức như bản tôn. Một khi dung hợp lại thì còn làm được thực lực của bản tôn tăng vọt. Chỉ là đáng tiếc, thiên thần thánh điển này chỉ cần nhập môn thì cũng đã cần một kiện chân bảo gọi là thế giới chi tâm. Mà chúng ta nào có chân bảo bậc này cơ chứ? Thiên thần thánh điển ư? Kỳ Linh giật mình, phân thành 1000 cái phân thân ư, thật là đáng sợ. Cái thế giới chi tâm này chính là một phương hỗn độn thế giới trải qua năm tháng dài dằng dặc, về sau già yếu mà bị hủy diệt, sau đó lại hóa thành một hạt tinh thạch cực kỳ nhỏ bé. Hạt tinh thạch này cũng là ngọn nguồn để tiếp tục thai nghén ra rất nhiều thần ma, lại một lần nữa phát triển ra một hỗn độn thế giới mới. Mà quả tinh thạch này chính là thế giới chi tâm. Bồ Đề cười nói, thiên thần thánh điển này vừa mới nhập môn đã cần một quả thế giới chi tâm như vậy. Còn hãy nói thử xem, ngay cả tam giới chúng ta cũng chỉ có một hỗn độn thế giới, tìm đâu ra thế giới chi tâm đây? Kỳ Linh đã từng tìm kiếm qua trí nhớ của các thiên tiên, thiên thần trong kiểu phương hỗn độn quốc, cho nên hắn cũng biết tới thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm là chân bảo, so với hỗn độn linh dịch còn chân quý hơn nhiều. Có lẽ kiểu phương hỗn độn quốc đã từng đạt được qua, thế nhưng không thể nghi ngờ, tất cả đều bị kiểu phương quốc chủ cùng với hai vị tồn tại thế giới cảnh khác thu lượm được. Tổ thần tổ tiên cũng không dám mơ mộng. Ở bên trong bảy đại pháp môn của con, lang phù là thứ vô cùng hữu dụng. Tội nghiệp thần binh ở trước hạo kiếp hiện nay cũng có một chút tác dụng, tin rằng sẽ có thể đào tạo ra một ít tiên thiên linh bảo. Bồ Đề nói, chỉ có điều nếu muốn nhờ giết chóc để đào tạo ra hỗn độn kỳ bảo thì lại quá khó khăn. Ta cũng không biết cần phải giết chóc bao nhiêu thì mới có thể đào tạo ra được một kiện hỗn độn kỳ bảo.
người đứng đầu Phật môn, Đạo môn, Tam Hoàng, thậm chí là đám người Bồ Đề, Ngũ Đế lợi hại như vậy, trên người đều có hỗn độn kỳ bảo, cho nên đối với pháp môn tội nghiệp thần binh này cũng không quá xem trọng. Đương nhiên, pháp môn tội nghiệp thần binh này đối với các ngươi vẫn có tác dụng rất lớn. Có điều, pháp môn lang phủ này là phương pháp chế tạo đạo phù, mà phương pháp chế tạo mỗi một loại đạo phù đều là bí mật không truyền ra ngoài. Nếu như có thể sớm ngày luyện chế ra đạo phù, như vậy lúc chém giết trực tiếp sử dụng một lượng lớn đạo phù, có thể nện đập chết đối thủ. Bồ Đề cười nói, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người luyện chế đạo phù có thể tìm hiểu rõ ảo diệu của lang phù này. Mà trong tam giới chúng ta, luận trận pháp phù văn chi thuật này, người mạnh nhất tự nhiên là Nhân Hoàng Phục Hy Thí. Bồ Đề tiếp tục nói, lang phù này ta đã nhìn rất lâu rồi, trong lòng tràn ngập vui mừng, cũng đã có thể luyện chế ra một ít đạo phù. Nếu như để cho Phục Hy Thí nhìn thấy, nói không chừng hắn ta có thể học được hoàn toàn tất cả. Kỳ Linh cười cười, lang phù quá mức huyền diệu, bản thân hắn nhìn vào cũng giống như đang xem thiên thư vậy. Đối với Nhân Hoàng Phục Hy Thí, quả thực thứ này có công dụng rất là kinh người. Đúng rồi, còn nói thiếu phim xỉu kia cũng đã từng đạt được qua, hắn ta cũng biết bảy đại pháp môn này đúng không? Bồ Đề biến sắc. Sư phụ, Kỳ Linh lập tức nói, lúc ấy con dùng hết tài học mới có thể học được bảy đại pháp môn này, dùng thực lực của thiếu phim xỉu thiên tiên chỉ sợ cũng có thể miễn cưỡng học được đào ngô thập bát thần ma và một bộ phận trùng thú kiểu giái, những bí pháp đằng sau hắn ta cũng không có năng lực để học được đâu. Như vậy cũng rất tốt, Bồ Đề nở nụ cười. Đào ngô thập bát thần ma và trùng thú kiểu giái đều không có uy hiếp gì, năm đó chúng ta và Vô Gian Môn chung sống hòa bình, rất nhiều người đều kết giao với nhau, thậm chí còn có một ít thành công trở thành hảo hữu sinh tử. Rất nhiều pháp môn cũng đã trao đổi với nhau, thứ mà bọn họ có thì chúng ta cũng có, mà thứ chúng ta có thì bọn chúng cũng có. Ví dụ như thập nhị đô thiên thần ma và thiên thần thánh điển, bọn họ cũng có. Về phần trùng thú kiểu giái, thứ này cần thời gian dài để bồi dưỡng, cái giá cũng không nhỏ, song phương đều không có thứ này. Kỳ Linh gật đầu. Chỉ có điều, để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, tên thiếu viêm xỉu này tất nhiên phải diệt trừ đi. Bồ Đề nói, Kỳ Linh gật đầu. Đúng là như vậy, bởi vì lúc trước hắn luyện hóa bảo vật còn sót lại của đám thiên thần chân tiên, về sau lại luyện hóa rất nhiều pháp bảo, cho nên cuối cùng mới phát hiện ra tấm bia đá ở trong đống đồ lộn xộn. Luyện hóa nhiều bảo vật như vậy cũng phải hao phí một ngày mới có thể thành công. Như vậy nếu thiếu viêm xỉu muốn mật báo, chỉ sợ hắn ta đã sớm mật báo rồi. Cho nên Kỳ Linh cũng không có vội vã nghĩ biện pháp diệt cỏ tận gốc. Quả thực cũng đúng là như vậy. Quả thực thiếu viêm xỉu đang ôm tâm lý may mắn. Lúc này thiếu viêm xỉu đang uống rượu ở trong một điện sảnh. Bảy đại pháp môn kia ngay cả ta cũng chỉ mới học được loại thứ nhất và một bộ phận trong loại thứ hai mà thôi. Cho dù có gặp thì tuyệt đối cũng không thể tưởng tượng đó là pháp môn, mà uy áp của tấm bia đá kia so với thiên đạo còn đáng sợ hơn. Một khi ta bẩm báo cho Vô Gian Môn, chỉ sợ Vô Gian Môn phòng ngừa pháp môn như vậy bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên ngoài việc trừ khử Kỳ Linh lại đoạt lại tấm bia đá đến tay, đồng thời bên này cũng sẽ giết ta để diệt khẩu. Cho dù Kỳ Linh có đạt được bảy đại pháp môn, chỉ sợ cũng phải cất giấu, không nỡ nói cho người khác biết đâu. Đúng vậy, nhất định là như thế rồi. Thiếu viêm xỉu luôn luôn cất giấu, cho nên cũng chưa từng nói cho người thứ hai biết. Hắn cũng cho rằng Kỳ Linh cũng sẽ làm như hắn, mà lại hắn không dám đi mật báo pháp môn lợi hại như thế. Một khi bẩm báo lên trên Vô Gian Môn, chỉ sợ chẳng những không có chỗ tốt mà rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Thiếu viêm xỉu rất rõ ràng thủ đoạn làm việc của Vô Gian Môn. Vô Gian Môn vô cùng hung tàn và độc ác. Ồ, thiếu viêm xỉu bỗng nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng một hồi. Chuyện này làm sao? Chết đi! Ánh mắt của thiếu viêm xỉu tràn ngập sương mù. Tiếp đó linh hồn trực tiếp biến mất, trực tiếp hồn phi phách tán mà chết đi. Ngay cả một phân thân còn lại của hắn cũng trực tiếp chết đi. Tại Phương Thốn Sơn, hai mắt đang nhắm của Bồ Đề từ từ mở ra, lại nhìn qua Kỳ Linh. Thiếu viêm xỉu này còn có hai phân thân khác, tất cả đã chết rồi. 18 phân thân của hắn đều đã chết hết rồi. Kỳ Linh thở dài một hơi. May mà thiếu viêm xỉu không có loại bảo vật như hư không chu, không dám ngao du ở trong hỗn độn, bởi vì phân thân đều ở trong tam giới, cho nên Bồ Đề ra tay cũng rất dễ dàng.
giống như hắn có thể đơn giản thi triển mê hồn đối với một ít hạng người nhỏ yếu. Bồ đề có thể dễ dàng làm cho một thiên tiên tự sát. Đương nhiên, kỳ thực Vô Gian Môn cũng rất muốn vô thanh vô tức khiến cho Kỳ Linh tự sát. Thế nhưng tâm lực của Kỳ Linh đã đạt tới tầng thứ tư, lại cùng một đẳng cấp với rất nhiều đạo tổ. Cho nên bên phía Vô Gian Môn kia cũng không làm gì được, cũng không thể khiến cho Kỳ Linh tự sát. Đi, đi theo ta, đi gặp Nhân Hoàng Phục Khi Thế. Bồ đề cười nói. Hắn vừa nhìn thấy lang phủ này đã trở nên rất là vui vẻ, còn kích động. Pháp môn đạo phù tuyệt đỉnh này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Xoẹt xoẹt. Phía trước lập tức xuất hiện vòng xoáy ở trong không trung. Bồ đề trực tiếp kéo tay của Kỳ Linh bước vào bên trong vòng xoáy không gian. Lúc từ trong vòng xoáy không gian đi ra, trước mắt Kỳ Linh là hỗn độn khí mênh mông. Trước đó Kỳ Linh cũng đã một mình ngao du ở trong hỗn độn một chuyến, đương nhiên đó chỉ là đi dạo một vòng ở những nơi rất gần trong tam giới mà thôi. Hiện tại Phục Khi Thế đang ở bên trong hỗn độn tìm hiểu và cân nhắc rất nhiều đại trận. Bồ đề nói, ở trong tam hoàng của nhân tộc, bình thường thần nông tộc và Phục Khi Thế phần lớn đều ở bên trong hỗn độn, chỉ có Toại Nhân Thế mới ở lâu trong Tân Hỏa Đại Thế Giới mà thôi. Nói xong, Bồ đề lập tức dẫn theo Kỳ Linh nhanh chóng tiến về phía trước. Thời không tức khi biến ảo, tốc độ nhanh tới kinh người. Cái đó là... Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên hỗn độn khí lưu ở chung quanh cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng. Thế nhưng bỗng nhiên Kỳ Linh lại nhìn thấy hỏa diễm ngập trời ở phía trước xa xa. Đã đến rồi. Thanh âm của Bồ đề vang lên, tốc độ chợt giảm xuống. Rất nhanh Kỳ Linh đã được sư phụ mang tới gần hỏa diễm ngập trời kia. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt giống như là biển lửa, dùng mắt thường cũng khó có thể nhìn thấy được tận cùng của biển lửa này. Là nước ư? Bỗng nhiên Kỳ Linh kinh ngạc phát hiện ra ở phía trên biển lửa lại có thủy triều màu đen. Cẩn thận quan sát mới có thể phân biệt ra được, đó chính là sóng nước vô tận màu đen. Phía dưới là biển lửa vô tận, phía trên lại là sóng nước vô tận màu đen. Song phương tự như là một thể, ở giữa hỏa diễm và sóng nước, không gian dường như cũng bị chôn vùi. Phục Khi! Bồ đề mở miệng hô. Xoẹt! Lập tức trong biển lửa trước mặt tách ra một lối đi, hỏa diễm ở hai bên không thể xâm nhập vào bên trong thông đạo một chút nào. Đi, đi vào thôi. Bồ đề nói, lập tức Kỳ Linh đi theo Bồ đề phi hành ở bên trong lối đi này. Đây là đại trận mà Nhân Hoàng bố trí hay sao? Kỳ Linh không nhịn được hỏi. Hỏa diễm này sao con lại không nhận ra được nó là loại hỏa gì chứ? Thứ nổi danh nhất trong tam giới chính là chín đại nhân hỏa. Đây là bất diệt tân hỏa mà Nhân Hoàng Tọa Nhân Thị đã ngộ ra. Bồ đề nói, đó là hỏa diễm siêu việt chín đại chân hỏa. Còn về phần sóng nước ở phía trên thì dùng là thái âm huyền thủy, tinh hoa của thái âm tinh. Tân hỏa có Tọa Nhân Thị hỗ trợ cho nên mới có thể có nhiều hỏa diễm như vậy. Chỉ là thái âm chi tinh lại chỉ có tự mình Phục Khi mới có thể đi lấy, cho nên mới tương đối phiền phức. Trận pháp này Phục Khi hắn vẫn còn đang cân nhắc đây, chưa đạt tới mức độ đại thành. Kỳ Linh có chút rung động, bất diệt tân hỏa ư, thái âm huyền thủy ư. Kỳ thực tu tiên giả thực lực nhỏ yếu hoặc là lúc hắn tương đối yếu đuối thì cũng không biết ở phía trên cửu đại chân hỏa còn có hỏa diễm lợi hại hơn. Thế nhưng bây giờ hắn cũng đã biết được. Như thái dương chân hỏa vậy, chỉ là một loại hỏa diễm thường thấy nhất ở trong thái dương tinh vô tận, hơn nữa lại vô cùng vô tận. Mà thái dương kim diễm thì là hỏa diễm trong hạch tâm của thái dương tinh. Uy năng của nó so với thái dương chân hỏa còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thái dương kim diễm này cũng coi như có thể chống lại chân thần đạo tổ. Khi tiếp xúc cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, không cẩn thận thì sẽ bị cháy cho đến chết. Thái dương kim diễm chính là thứ có trong tự nhiên, mà tổ thần Trúc Dung thì lại sáng chế ra Trúc Dung thần hỏa, cũng là tồn tại siêu việt chín đại thần hỏa. Đáng tiếc tổ thần Trúc Dung cũng đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Nhân Hoàng Tọa Nhân Thị thì sáng chế ra bất diệt tân hỏa, cũng là tồn tại siêu việt trong chín đại thần hỏa. Ở trong tam giới cũng có cửu đại chân thủy, siêu việt là thái âm huyền thủy ở bên trên thái âm tinh, cùng với cộng công thần thủy của tổ thần cộng công, chỉ là tổ thần cộng công cũng đã sớm chết rồi. Thập đại tổ thần lúc thượng cổ đã chém giết lẫn nhau tranh bá thiên hạ. Thật ra bàn cổ là thế giới thần, chẳng qua khi hắn mới đột phá, chúng thần ma thời thượng cổ cũng không biết có thế giới thần tồn tại, bởi vì bàn cổ quá mạnh mẽ, cho nên hắn mới có thể tranh được một vị trí trong thập đại tổ thần. Tự phong mình là bàn cổ thần, là tồn tại bao trùm
vượt qua cả tiên Phật thần ma. Chỉ là khi bàn cổ mở thiên địa cũng đã kiệt lực mà chết đi. Nữ hoa nương nương cũng đã tiến vào hỗn độn, rốt cuộc cũng không có trở lại. Tổ thần Phục Khi đầu thai vào nhân tộc lại thành nhân hoàng Phục Khi thị. Mấy vị tổ thần tranh bá thiên hạ lúc thượng cổ cũng đã chết đi mấy vị. Cuộc chiến thượng cổ tan vỡ, trận chiến với vô gian môn, vạn vật chi chủ, phía tổ thần lại lần nữa có mấy vị chết trận. Phục Khi thị cũng chỉ có thể điều động thái âm huyền thủy. May mắn là hắn trưởng khống và nắm giữ hai đại thiên đạo âm dương, cho nên hắn mới có thể điều động được thái âm huyền thủy. Bất quá thành tựu về nước cao, thế nên hiển nhiên thành tựu về hỏa không cao bằng tọa nhân thị. Phục Khi một lòng đặt trên trận pháp, nếu như một mực tìm hiểu về thủy, như vậy dùng thực lực hiểu âm dương hai đại thiên đạo của hắn, chỉ sợ đã sớm có thể sáng chế ra thứ siêu việt như cửu đại chân thủy huyền thủy. Bồ Đề có chút cảm khái, kiếp trước làm tổ thần am hiểu hủy diệt thiên đạo, kiếp này làm nhân hoàng lại toàn tâm vào trong trận pháp. Đối với Phục Khi thị này, Kỳ Linh cũng đặc biệt hiếu kỳ. Mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, Phục Khi thị đều đứng ở trên đỉnh của tam giới. Xoẹt xoẹt, xuyên qua thông đạo bằng hỏa diễm thì đã nhìn ra một mảnh thổ địa mấy trăm trượng đang lơ lửng ở bên trong hỗn độn. Bên trên mảnh thổ địa mấy trăm trượng này đang có một nam tử cao lớn mặc đạo bào đang khoanh chân ngồi. Bên trên đạo bào của hắn có một lượng lớn các loại trận đồ như thái cực đồ, bát quái đồ, tinh thần đồ. Trung quanh hắn có vô số phủ văn vây quanh. Phục Khi thị nhìn vô số phủ văn này, khi thì sửa chữa một ít phủ văn, khi thì thay đổi. Bồ Đề, sao ngươi lại mang đồ đệ bảo bối của ngươi tới đây vậy? Nào, tới, tới đây, ngồi xuống rồi hắn nói sau. Vung tay lên, phía trước lập tức xuất hiện hai cái bồ đoàn. Phía trước bồ đoàn là hai cái bàn dài, bên trên hai cái bàn dài cũng có rượu nhạt. Bồ Đề mang theo Kỳ Linh ngồi xuống một bên. Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Bồ Đề nhìn Kỳ Linh một cái, sau đó đưa cho Phục Khi thị một cái thẻ tre. Ngươi nhìn một chút đi. Phục Khi thị tiếp nhận, lúc này mới bắt đầu dùng tâm thức thẩm thấu nhìn vào bên trong. Hắn vừa mới xem xét đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong đó. Đừng nóng vội, Phục Khi hắn vốn có tính tình như vậy, chúng ta cứ chậm rãi chờ ở đây đi. Bồ Đề nói, tới đây thử nếm rượu này xem. Đây là rượu mà Phục Khi tự mình dùng trận pháp chi đạo để sáng chế ra, ở những nơi khác cũng không nếm được đâu. Kỳ Linh bưng chén rượu lên, phẩm rượu một lát, lập tức cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có tràn ngập toàn thân, dường như ngay cả hồn phách cũng trở nên nhẹ nhàng. Ồ, quả thật là rượu ngon mà. Kỳ Linh sợ hãi mà thán phục. Người khác không tạo ra được loại rượu như thế này đâu. Bồ Đề nói. Hai sư đồ lúc này bắt đầu uống rượu. Trên bàn nhìn như chỉ có một bầu rượu, thế nhưng bên trong lại giống như có một hồ tiên tiểu cực lớn. Hai sư đồ thích thì uống. Hơn một ngày trôi qua, rốt cuộc nhân hoàng Phục Khi thị mới thu hồi tâm thức ở bên trong thẻ tre lại. Tốt, tốt, rất tốt. Phục Khi thị kìm không được lòng mà liên tục nói ra ba chữ tốt. Sao rồi? Bồ Đề nhìn hắn rồi nói. Lang phủ kia không tệ đấy chứ. Lang phủ này, chỗ ghi lại đạo phù, mỗi một cái đều rất là thần kỳ. Ta cũng phải phí ba canh giờ mới có thể hiểu được tất cả. Chỉ cần tài liệu được chuẩn bị thật tốt thì ta hoàn toàn có thể luyện chế ra được không ít đạo phù có uy lực khá lớn. Phục Khi thị cười nói. Nếu như trận doanh nữ hoa chúng ta có những đạo phù này, như vậy cũng coi như có thêm một phần trợ lực rồi. Tuy rằng trợ lực nhỏ, chỉ là có tích tiểu thành đại, có thể ảnh hưởng tới đại cục rồi. Kỳ Linh nghe xong câu trợ lực tuy nhỏ thì hắn đã hiểu rõ. Nội tình của trận doanh nữ hoa vẫn rất là sâu. Rất nhiều chuyện cũng không phải là thứ mà hắn có thể biết được. Tựa như một ít thủ đoạn lợi hại mà vô gian môn có vậy. Chỉ sợ bên trong trận doanh của nữ hoa cũng có. Chỉ là thủ đoạn có thể làm cho thực lực của toàn bộ trận doanh nữ hoa chúng ta tăng lên quả thực rất là ít. Mà lang phù này lại là một trong số những cái đó. Phục Khi thị cảm khái lắc đầu. Bất quá đối với ta mà nói, kỳ thực thứ trợ giúp lớn nhất chính là càn khôn nghịch chuyển nhất tam trận kia. Vừa rồi ta đã tìm hiểu nó rất lâu. Cái gì? Càn khôn nghịch chuyển nhất tam trận ư? Nó có trợ giúp lớn với ngươi sao? Bồ Đề có chút nghi hoặc, nóng vội hỏi. Trận pháp này cần 18 người bày trận, lại phải hoàn toàn một lòng, sao lại có trợ giúp lớn đối với ngươi cơ chứ? Cái này ngươi không hiểu rồi. Phục Khi thị lắc đầu. Mặc dù trận pháp này không tệ, thế nhưng trận pháp mà ta sáng chế ra
uy năng càng thêm kinh thiên động địa. Đương nhiên ta sẽ không đi bố trí càn khôn nghịch chuyển nhất tâm trận này. Thế nhưng bên trong bộ trận pháp này lại ẩn chứa ảo diệu, bí quyết bày trận lại hoàn toàn khác hẳn với tam giới chúng ta. Hơn nữa, thứ lợi hại nhất của nó chính là càn khôn nghịch chuyển. Những năm qua ta luôn cân nhắc về thủy hỏa diệt thế trận. Hai loại thủy hỏa cực hạn phải làm thế nào mới có thể kết hợp hoàn mỹ được với nhau, mà phương pháp càn khôn nghịch chuyển này lại khiến cho ta có thêm một chút cảm ngộ. Tuy rằng càn khôn nghịch chuyển nhất tâm trận này không tính là lợi hại, thế nhưng người có thể sáng chế ra trận pháp này chỉ sợ ở phương diện trận pháp nhất đạo còn lợi hại hơn ta rất nhiều. Phục Hy Thị cảm thán. Tới tầng thứ như Phục Hy Thị, hắn nhìn trận pháp là nhìn xem sáng chế trận pháp như thế nào, hoàn toàn giải phẫu thực chất của trận pháp. Hiển nhiên Phục Hy Thị muốn từ đó có thể hấp thu thứ hắn cần. Mà càn khôn nghịch chuyển nhất tâm trận này đích thực là do một vị đại năng ở bên trong hỗn độn chuyên môn vì đào ngô thập bát thần ma mà sáng chế ra. Bất quá Phục Hy Thị nói đối phương mạnh hơn hắn thì lại sai lớn. Vị đại năng kia dù sao cũng là ở trong hoàn cảnh khác ngộ ra ảo diệu của trận pháp, so với Phục Hy Thị tự nhiên sẽ có khác biệt rất lớn, cho nên mới khiến cho Phục Hy Thị có xúc động như vậy. Thế nhưng nếu luận bàn thành tựu về trận pháp nhất đạo, kỳ thực đối phương chỉ miễn cưỡng ở cùng cấp độ với hắn mà thôi. Có thể giúp ngươi hoàn thiện thủy hỏa diệt thế trận không? Bồ Đề có chút kinh hỉ. Bất diệt tân hỏa thay âm huyền thủy, nếu như lấy ra riêng lẻ uy năng cũng đã vô cùng đáng sợ rồi, nếu như có thể kết hợp hoàn mỹ thành công như vậy sẽ quá kinh người, đối với trận quyết chiến cuối cùng kia sẽ có trợ giúp lớn hơn. Như vậy bên phía trận doanh của nữ hoa cũng có thể nắm chắc hơn một phần. Đúng là có trợ giúp, Phục Hy Thị gật đầu nói. Bất quá muốn hoàn thiện tuyệt đối thì lại còn kém rất xa, ta cần phải cẩn thận cân nhắc càn khôn nghịch chuyển nhất tâm trận này thêm một chút nữa. À đúng rồi, bảy pháp môn này đều rất không tệ, không ngờ lại không phải thuộc nhất mạch tam giới ta, có lẽ là của hỗn độn dị tộc rồi. Mà ngươi mang đồ đệ của ngươi đến, như vậy bảy đại pháp môn này là do Kỳ Linh tìm được hay sao? Đúng là như vậy, Bồ Đề gật đầu. Phục Hy Thị nhìn Kỳ Linh cảm khái nói. Con người đều có tâm tư ích kỷ cả, ích kỷ ít thì là vì chính mình, ích kỷ lớn thì là vì người nhà, bộ tộc, vì quốc gia, vì tộc đàn, thậm chí còn là vì thế giới. Hôm nay người mới chỉ là một thiên thần chân tiên nho nhỏ, thế nhưng lại có thể xuất ra bảy pháp môn chân quý này, quả thực khó có thể tìm được người thứ hai. Kỳ Linh nghe xong lại cảm thấy hổ thẹn. Hắn xuất ra bảy pháp môn này là vì sư phụ, vì trận doanh, thế nhưng dấu tấm bia đá kia chính là vì chính mình. Sở dĩ hắn không có nói cho người thứ hai biết, một là kiêng kỵ tình báo của Vô Gian Môn lợi hại, thứ hai kỳ thực cũng là để cho mình một con đường lui. Dù sao tam giới gặp hạo kiếp, nói không chừng bản thân hắn cũng sẽ có lúc thân tử đạo tiêu. Bản thân hắn không sợ chết, thế nhưng sau khi chết đi ai tới bảo vệ nhi nữ của hắn đây? Bảy đại pháp môn này của ngươi đối với lăng phủ toàn bộ trận doanh nữ hoa cũng có trợ giúp, càn khôn nghịch chuyển nhất tâm trận càng có trợ giúp không nhỏ đối với ta. Được rồi, ta cũng không thể lấy không chỗ tốt của ngươi được, Phục Hy Thị nói. Phục Hy Thị một chút suy nghĩ rồi nói tiếp. Kỳ Linh, hình thiên thần mạnh nhất kia của ngươi có thể khống chế được bao nhiêu lực lượng vậy? Đã có thể khống chế tất cả rồi, Kỳ Linh cung kính nói. Ồ vậy ư, Phục Hy Thị mỉm cười nói. Loại đại trận xuất lĩnh chúng thiên tiên cùng với một lượng lớn tán tiên này, đối với pháp lực của ngươi, tâm lực thần hồn đều có yêu cầu cực cao. Trong đám thiên thần chân tiên ở tam giới, chỉ có ngươi là am hiểu nhất xuất lĩnh đại trận bực này thôi. Bởi vì lúc trước không có người nào am hiểu được như ngươi, cho nên đại trận có quy mô như vậy cũng đã là cực hạn rồi. Kỳ Linh gật đầu. Trận pháp cùng loại với hình thiên trận còn có rất nhiều, sư phụ Bồ Đề cũng có một ít trận pháp cùng loại, chỉ có điều uy năng cũng chỉ tương đương với hình thiên trận, cho nên Kỳ Linh cũng chưa từng đổi qua. Tâm lực tầng thứ tư còn có thể ngộ ra pháp môn tâm lực thần hồn, quả thực là rất am hiểu, Phục Hy Thị cười nói. Qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ tặng ngươi một bộ trận pháp có thể khống chế càng nhiều thiên tiên tán tiên hơn nữa, khi đó uy năng của trận pháp cũng có thể sẽ gia tăng rất lớn, chỉ có điều nếu muốn khống chế độ khó cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều. Tạ ơn Nhân Hoàng, Kỳ Linh đại hỉ. Cho dù Nhân Hoàng ban thưởng pháp bảo, kỳ thực Kỳ Linh cũng sẽ không quá kinh hỉ. Dù sao tiên thiên linh bảo bản thân hắn cũng có,
Bây giờ hắn còn có hai đại phân thân của bản tôn ở trong thế giới lao ngục liên tục vây công chân thần chân tiên, pháp bảo lợi hại sau này hắn sẽ có rất nhiều. Trừ phi Phục Khí Thị ban cho hỗn độn kỳ bảo thì mới có thể khiến cho hắn động tâm. Thế nhưng mà chuyện này có thể sao? Ngay cả rất nhiều đại năng giả cũng không có hỗn độn kỳ bảo. Ngược lại, trận pháp so với hình thiên trận còn mạnh hơn nữa. Đây lại là thứ mà Kỳ Linh rất cấp bách. Bởi vì thủ đoạn chiến tranh mạnh nhất hiện nay của Kỳ Linh chính là hình thiên thần, mà lực lượng của hình thiên thần hắn đã khống chế đến mức tận cùng, không có cách nào gia tăng lên nữa. Nếu như trong tam giới không có trận pháp tốt hơn, muốn làm ra một trận pháp lợi hại hơn hình thiên trận, sợ rằng trong tam giới cũng không có mấy ai có thể làm được. Mà Phục Khí Thị tuyệt đối là người lợi hại nhất ở trên lĩnh vực trận pháp nhất đạo trong tam giới. Đối với ta mà nói, chuyện này cũng không tính là khó khăn. Ngoài việc cân nhắc thủy hỏa diệt thế trận của ta ra, chỉ cần tốn chút tâm tư là có thể sáng chế ra được. Trong vòng 10 năm, nếu cần, ta sẽ sáng chế ra được trận pháp mới thôi. Phục Khí Thị nói. Đồ nhi à. Bồ Đề ở bên cạnh nhìn Kỳ Linh nói. Người mà được Phục Khí chuyên môn sáng tạo ra trận pháp có thể đếm trên đầu ngón tay. Chuyện này vô cùng hiếm thấy. Phục Khí, như vậy ta và Kỳ Linh sẽ trở về trước vậy. Được. Phục Khí Thị mỉm cười gật đầu nói. Đành phải vất vả ngươi chờ ta sáng chế ra đại trận vậy. Vèo vèo. Biển lửa vô tận ở phía trước lập tức tách ra một cái lối đi. Lúc này Bồ Đề mang theo Kỳ Linh dọc theo thông đạo bay đi hướng ngoài. Nơi này chính là phạm vi của thủy hỏa diệt thế trận. Mặc dù là Bồ Đề thì cũng không có cách nào trực tiếp xuyên thẳng qua hư không được. Nhất định phải sang ngoài phạm vi đại trận thì mới có thể thi triển ra được thủ đoạn. Dù sao trận pháp mà Phục Khí Thị phí vô số năm tháng một mực tìm hiểu để hoàn thiện, uy năng của nó cũng cực kỳ đáng sợ. Lại quay về Phương Thốn Sơn. Sư phụ. Kỳ Linh cung kính nói. Không biết đảo Ngô Thập Bát Thần Ma này con có thể truyền thụ cho đám người Bạch Thủy Trạch hay không? Bồ Đề nói. Đây là thứ mà con lấy được, vốn ta không nên ngăn cản con. Chỉ có điều tốt nhất vẫn nên chú ý. Dù sao thực lực của đám linh thú của con còn quá yếu. Vô Gian Môn muốn lặng yên không một tiếng động lấy đi pháp môn từ trong đầu bọn hắn cũng không phải là chuyện không có khả năng. Bọn chúng ngay cả thiên kiếp cũng không có vượt qua, chỉ sợ trong giấc mộng cũng sẽ bị vị thần vương kia lấy pháp môn đi mà thôi. Như vậy đi, nếu như con muốn truyền thụ, như vậy con cứ truyền thụ thập nhị đô thiên thần ma đi. Đây là pháp môn cùng loại, bên Vô Gian Môn cũng có loại này. Bồ Đề khẽ đảo tay, lập tức có một cuốn thẻ tre xuất hiện. Hắn đưa cho Kỳ Linh. Kỳ Linh cung kính tiếp nhận. Pháp môn này độ khó tu luyện so với đảo Ngô Thập Bát Thần Ma còn thấp hơn một ít. Chỉ có điều pháp môn tu luyện bậc này, bất kể là thần hồn từ 1 hóa 18 hay từ 1 hóa 12, người thực lực yếu như vậy muốn tu luyện sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất là chờ bọn chúng trở thành thiên tiên rồi lại bắt đầu tu luyện cũng không muốn. Bồ Đề nhắc nhở. Còn cũng có thể tu luyện thập nhị đô thiên thần ma này, ở trong tam giới vẫn có thể tu luyện thành công, có thể hóa thành 12 phân thân mà thực lực lại có thể khôi phục đến trình độ của bản tôn. Vâng. Kỳ Linh đáp. Còn sẽ đi gặp đám người Bạch Thủy Trạch trước, sau đó sẽ rời khỏi tàng nguyệt đại thế giới này. Đi đi. Bồ Đề gật đầu. Kỳ Linh nhìn kỹ qua thập nhị đô thiên thần ma một lần. Môn pháp môn này rất là giống với đảo Ngô Thập Bát Thần Ma, cũng đều phân ra làm 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất, bản tôn có thể hóa thành 12 cỗ phân thân, thực lực của tất cả phân thân đều hạ thấp, xa không bằng được bản tôn. Loại trạng thái này thực ra là được không bù được mất. Thế nhưng chỗ tốt duy nhất chính là năng lực bảo vệ tính mạng xem như đã mạnh hơn không ít. Tầng thứ hai, thực lực của 12 cỗ phân thân sẽ tăng lên tới tình trạng tương đương với bản tôn trước đó. Tầng thứ ba, 12 cỗ phân thân có thể dung hợp vào trong bản tôn, làm cho thực lực của bản tôn có sự tăng vọt kinh người, cơ hồ giống đảo Ngô Thập Bát Thần Ma như đúc. Có điều độ khó rõ ràng đã hạ thấp hơn một chút, nhu cầu đối với ngoại vật cũng thấp hơn một chút. Thậm chí kỳ vật cần để tu luyện thành tới tầng thứ hai trong tam giới lúc này đều có thể tìm được. Mặc dù có thể tìm được, thế nhưng vẫn chân quý hiếm thấy như trước. Mà người thực lực càng cao, kỳ vật cần thiết để tu luyện lại càng nhiều, cái giá cũng lại càng cao. Lúc Kỳ Linh tiến hành siêu hồn đối với tù phạm trong thế giới lao ngục cũng đã biết được một ít tin tức, chủ yếu là Khiếm Nhu tiên tử là tôn nữ của Cửu Phương quốc chủ. Mặt khác, những thiên thần thiên tiên bị giam giữ cũng có địa vị phi phàm. Tin tức biết được cũng khá nhiều.
Ví dụ như muốn luyện thành tầng thứ hai của Đào Ngô Thập Bát Thần Ma, thiên tiên đệ nhất đẳng, muốn tu luyện đại khái cần phải có một lọ hỗn độn linh dịch. Kỷ Linh cũng không sai biệt lắm, phải dùng tới một lọ, thậm chí còn xuất lại một chút. Đây cũng là bởi vì Kỷ Linh chính là chân tiên đệ nhất đẳng, luận pháp lực hay về bản chất thì chỉ tương đương với thiên tiên mạnh nhất mà thôi, nhưng luận lượng pháp lực thì lại chênh lệch nhiều hơn so với đối phương. Thiên tiên đệ nhất đẳng kia là dùng thiên địa vô tận rộng lớn để làm ra kim đan, không gian của kim đan cũng rất là kinh người, pháp lực ẩn chứa ở bên trong đương nhiên cũng rất lớn. Chân tiên đệ nhất đẳng muốn tu luyện thì cần đại khái 100 bình hỗn độn linh dịch. Bất kể là kim đan, thần hồn thì chân tiên mạnh nhất cũng có thể so với thiên tiên mạnh nhất, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đám chân tiên mạnh nhất kia chỉ cần tâm thức rộng rãi thì cũng đủ để bao phủ một phương hỗn độn thế giới. Ở trong tam giới này, chân thần đạo tổ bình thường mới có được loại thực lực này. Phạm vi tâm thức cũng có thể nhìn ra được thần hồn lợi hại tới đâu. Muốn để cho thần hồn như vậy phân ra thành 18 cái, lại để thăng đến trình độ của bản tôn, tiêu hao đối với hỗn độn linh dịch cũng rất lớn. Nếu là tổ tiên đệ nhất đẳng tu luyện, như vậy số lượng sẽ còn tăng vọt lên gấp 100 lần. Thực lực càng cao, muốn khiến cho thực lực của 18 phân thân ngang nhau, như vậy cái giá phải trả sẽ càng kinh người. Cho dù là cửu phương quốc chủ thì cũng đã tu luyện thành tầng thứ hai từ lúc còn là chân tiên. Ở trong giai đoạn tổ tiên càng phải trải qua gian nguy ở trong hỗn độn cùng với đạt được kỳ ngộ thì cuối cùng mới có thể luyện thành tầng thứ ba Đào Ngô Thập Bát Thần Ma, từ đó thực lực tăng vọt. Ở trong đám tổ thần tổ tiên cũng tuyệt đối là nhân vật bá chủ. Về sau hắn đột phá tới thế giới cảnh thì lại trực tiếp kiến tạo ra thế lực to lớn như vậy, chém giết thế giới cảnh khác, thậm chí còn có hai tồn tại thế giới cảnh đi theo sau hắn. Toàn bộ cửu phương hỗn độn quốc cũng chỉ có một mình cửu phương quốc chủ luyện thành mà thôi. Trong một thị trấn nhỏ tĩnh lặng, Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen đang ngồi ở trên tiểu lâu, bưng chén rượu nhìn về phía xa xa. Trên đường phố xa xa có một nữ tử đang mang theo một nữ đồng du ngoạn. Mà nữ tử kia thì chính là Thu Diệp, nữ đồng chính là Minh Nguyệt. Sóc sư đệ, Bạch Thúc à. Kỷ Linh nhìn về phía Mộc Tử Sóc đang ngồi ở một bên cùng với đám người Bạch Thúc. Các người trước tiên cứ ở đây, ta đi trước rồi sẽ trở về một chuyến, lát nữa sẽ gặp lại. Được, sư huynh, người đi đi, nơi này đã có chúng ta rồi. Mộc Tử Sóc cười nói. Linh nhi, còn cứ yên tâm đi. Bạch Thúc cũng nói. Những ngày này bọn họ đã ở trong tàng nguyệt đại thế giới đi dạo, lại ở cùng với Minh Nguyệt trải qua thời gian nhàn nhã thảnh thơi. Thời gian này làm cho tâm tình của đám người Mộc Tử Sóc, Bạch Thúc càng ngày càng thêm hài hòa khoái hoạt. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen gật đầu, lập tức biến mất trong không khí. Toàn bộ tiểu lâu cho dù có ai nhìn thấy thì cũng không có ý thức được có cái gì đó không đúng. Ở ngoài thành nhỏ này có một nơi vừa nhìn qua lại giống như tiên phủ mộc mạc. Đây chính là một kiện pháp bảo thuần dương mà nguyên thần thứ hai của Kỷ Linh khống chế, cũng tạm thời được gọi là nhà. Bởi vì muốn bồi dưỡng chiếu cố nữ nhi Minh Nguyệt, cho nên hắn không thể cưỡi ngựa xem hoa, không thể để cho nữ nhi chạy loạn trong tàng nguyệt đại thế giới được. Hắn cũng an tâm ở lại đây một đoạn thời gian dài với nữ nhi. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen bay vào trong tiên phủ. Kỷ Linh mặc đạo bào màu trắng đã ở trong phủ. Hắn tới đây kỳ thực chính là tới để đưa một bình hỗn độn linh dịch. Gần nửa ngày sau, ở trong chính giữa tĩnh thất của tiên phủ, 18 kỷ linh áo đen đang khoanh chân ngồi đó. Mỗi người đều thu liếm khí tức tựa như phàm nhân, đồng thời đều mở mắt ra, miệng mỉm cười. Tầng thứ hai đã hoàn thành rồi. Sau khi để lại một cuốn thập nhị đô thiên thần ma, bản tôn của Kỷ Linh lập tức rời đi. Nguyên thần thứ hai phí một bình hỗn độn linh dịch, rốt cuộc cũng tu luyện Đào Ngô Thập Bát Thần Ma tới tầng thứ hai. Chỉ có điều 18 phân thân này đều thi triển pháp môn thu liễm khí tức. Lúc trước Kỷ Linh đột phá trở thành thuần dương chân tiên cũng là bởi vì có pháp môn thu liễm khí tức mà Bồ Đề lão tổ đã truyền thụ cho. Ngay cả đám người đại năng giả trong tam giới cũng không phát hiện ra được Kỷ Linh đã đột phá trở thành thuần dương chân tiên. Hiện tại Kỷ Linh vẫn thu liễm khí tức như trước. 18 phân thân chỉ cần Kỷ Linh không chủ động thi triển thực lực, dù là ai cũng sẽ không biết nguyên thần thứ hai 18 phân thân của Kỷ Linh mạnh đến bao nhiêu. Tại Ngũ Bảo Sơn kiếm tiên giới, Kỷ Linh đã trở về. Tất cả đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Kỷ Linh đứng ở trước nhà cỏ, nhìn Ngũ Bảo Sơn nguy nga ở trước mắt. Ngũ Bảo Sơn vẫn tản mát ra uy áp khiến cho người ta nín thở như trước. Tấm bia đá kia đã được giấu kỹ, ở trong đại kiếp cũng coi như
ta đã có thêm một đường sinh cơ. Nguyên thần thứ hai của ta cũng đã tu luyện thành 18 phân thân rồi, chỉ là hỗn độn linh dịch chỉ còn lại có 16 bình mà thôi. Xoẹt. Kỳ Linh bay đến ngọn núi thứ hai ở trên Ngũ Bảo Sơn, bắt đầu quan sát phần thứ hai của Ngũ Bảo kiếm thuật. Về sau hắn cũng đã tìm hiểu ra ở bên trong thủy phủ 15 phân thân bản tôn đều đang khoanh chân mà ngồi, đều đang toàn tâm tìm hiểu Ngũ Bảo kiếm thuật. Trong tấm bia đá, mặc dù hai phân thân bản tôn của hắn tiêu hao một chút pháp lực để duy trì bát hỏa càn khôn giới, thế nhưng chuyện kia căn bản không cần tiêu hao một chút tâm lực nào, cũng đang tìm hiểu Ngũ Bảo kiếm thuật như ở đây vậy. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua nửa năm. Trên nham bích cao vút trong tầng mây, nguy nga vô cùng, Kỳ Linh đứng ở chân mây mù, ngẩng đầu nhìn lên trên kiếm pháp ở trên nham bích. Ngũ Bảo kiếm thuật không hổ là kiếm thuật siêu việt cực hạn của thiên đạo, nếu như thiếu một ít thì sẽ không cách nào hoàn toàn thông hiểu được phần thứ hai này. Kỳ Linh nhíu mày, trong vòng nửa năm trước hắn đã liên tục đem tất cả phần thứ hai hiểu rõ, thế nhưng bình cảnh cuối cùng vẫn ngăn cản Kỳ Linh lại. Bị vây ở bình cảnh, đối với tu luyện giả mà nói, đây là một chuyện đáng sợ nhất. Rất nhiều người tu tiên đều bị kẹt lại ở bình cảnh, ức vạn năm cũng không tiến thêm được. Tu luyện cũng không phải là nói tu luyện dài thì nhất định có thể tiến bộ. Nếu như có thể vĩnh viễn không ngừng tiến bộ mà nói, như vậy những thiên tiên tồn tại ức vạn năm kia, theo lý thuyết mà nói, đã sớm trở thành thuần dương chân tiên rồi. Chỉ là hiển nhiên chuyện này là chuyện không thể nào. Lần trước Kỳ Linh đột phá bình cảnh kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm đạo nguyên vẹn, cũng phải ác chiến 18 năm trong khu vực tịch diệt, thậm chí còn phải đạt tới tầng thứ nhất kiếm lực thì mới có thể nước chảy thành sông được. Lần này muốn đột phá sẽ không dễ dàng như vậy. Ta phải làm sao bây giờ? Kỳ Linh nhíu mày. Lúc này cho dù phân thân có nhiều thì cũng không giúp được hắn cái gì. Ta có người ngốc ở đây, nhìn thì cũng vô dụng thôi. Muốn đột phá bình cảnh phải cần cơ duyên. Lúc này Kỳ Linh mới truyền âm. Kiểu nhá. Vèo. Một đạo lưu quang bay tới, rơi vào bên trên mây mù. Chính là lão giả hói đầu Kiểu Nha thiên thần. Lúc này Kiểu Nha cung kính nói. Phổ chủ, ta muốn rời khỏi đây du lịch trong tam giới một chút. Kỳ Linh nói. Sao, du lịch trong tam giới một chút ư? Kiểu Nha thiên thần khẽ giật mình, nhìn kỹ Kỳ Linh. Hắn còn tưởng rằng Kỳ Linh sẽ lại một lần nữa đánh lén Vô Gian Môn, thế nhưng hiện tại xem ra không quá giống. Nào, đi thôi. Lúc này Kỳ Linh đã mang theo Kiểu Nha thiên thần đi ra khỏi kiếm tiên giới. Ở trong thế giới tối tăm rộng lớn, trên không trung có một cái vương tọa cao vạn trượng. Thần vương kia cũng lập tức nhận được tin tức. Kỳ Linh đã đi ra khỏi kiếm tiên giới rồi sao? Thần vương bắt đầu phóng thích ra tâm thức vô tận, đi thăm dò tung tích của Kỳ Linh. Hắn ta đã đến một đại thế giới rồi sao? Lần trước đã bị thua thiệt, cho nên bên phía Vô Gian Môn tự nhiên cũng đã có chuẩn bị. Cùng một nơi, tự nhiên bọn họ sẽ không té ngã hai lần. Tại một đại thế giới, một chiếc thuyền gỗ đang phiêu đãng ở trên con sông rộng lớn. Bên trên chiếc thuyền gỗ có một người thiếu niên mặc đạo bào màu trắng đang uống rượu một mình. Một bên thì là một lão bọc đầu hói đang cung kính đứng đó. Đại thế giới này là nơi của Hổ Nha Đại Tiên ư? Kỳ Linh cười nói. Vị Hổ Nha Đại Tiên này quật khởi từ lúc thượng cổ, lại còn đã tham gia cuộc chiến thượng cổ tan vỡ. Chỉ là hắn luôn tiêu dao, không có thu bao nhiêu môn đồ. Chỉ có điều vẫn có hai thiên thần nguyện ý đi theo hắn. Thế nhưng người này ở trong tam giới vẫn được coi là nhân vật lợi hại. Hạ Hoàng là ỷ vào cao thủ dưới trướng cùng với bối cảnh cho nên mới thống lĩnh được đại hạ thế giới, mà Hổ Nha Đại Tiên lại ỷ vào thực lực của bản thân. Nếu như không phải có hình thiên trận, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của vị Hổ Nha Đại Tiên này. Kỳ Linh cười nói. Thiên thần chân tiên ở trong tam giới có rất nhiều, trong đó đám người cao cấp nhất cũng có phong thái riêng, ỷ vào hình thiên trận quả thực cũng không có ai có đủ lực để áp chế được Kỳ Linh. Thế nhưng nếu là một đấu với một thực sự, quả thực cũng có không ít người mạnh hơn Kỳ Linh một chút. Chỉ tính riêng đồng môn của Kỳ Linh, trong đám môn hạ của Bồ Đề Lão Tổ thì cũng đã có mấy vị, như Hồng Tuyết, Lã Tổ, Hổ Nha Đại Tiên. Mỗi một người đều đứng trước cánh cửa chân thần đạo tổ. Luận về cảnh giới, luận một ít tuyệt học, so với Kỳ Linh còn lợi hại hơn, hoàn mỹ hơn rất nhiều. Mà Kỳ Linh cũng thừa nhận điểm ấy. Dù sao thời gian tu luyện của hắn cũng quá ngắn, cho nên tâm tư của hắn cũng đặt ở trên hai con đường kiếm lực và tâm lực. Dù sao giới hạo kiếp căn bản không có đủ thời gian cho mình chậm rãi ngộ đạo được. Phổ chủ, cẩn thận Vô Gian Môn một chút đi.
Kiều Nha ngay lập tức truyền âm nhắc nhở hắn một phen. Cứ yên tâm đi, Kỳ Linh nói. Vừa tiến vào đại thế giới này thì hắn đã dùng tâm lực bao phủ toàn bộ đại thế giới này rồi. Hiện tại Vô Gian Môn rất cẩn thận. Khi ta còn ở trong kiếm tiên giới, vẫn có người dùng tâm thức bao phủ giám thị ta. Ta vừa mới rời khỏi kiếm tiên giới, chỉ sợ bên Vô Gian Môn cũng sẽ biết rồi. Bên trong đại thế giới này, mặc dù Vô Gian Môn có nhiều cứ điểm, thế nhưng cũng chỉ có một chỗ có thiên thần chân tiên, lại chỉ khoảng chừng có 19 vị. Có lẽ là vừa mới chạy tới 19 vị thiên thần chân tiên, bằng vào trận pháp cấm chế, ta căn bản sẽ không thể phá được. Kỳ Linh lắc đầu, trong lòng Kỳ Linh lại thầm than một tiếng. Lần thứ nhất đánh lén thì thành quả sẽ lớn nhất, thế nhưng kế tiếp lại muốn hung hăng cạo mấy đao thì lại rất khó khăn. Sao? Đi ra, đến đây. Chỉ có một chút khí lực, không biết mệt mỏi sao? Đến đây nào. Ở phía xa xa mơ hồ truyền đến một loạt thanh âm. Ánh mắt của Kỳ Linh quét qua, phía xa xa có một thôn xóm. Thôn lạc kia tiếp giáp với dòng sông, dựa vào dòng sông này mà sống. Ở trong thôn xóm này có một nam tử cao lớn, người mặc da thú, đang luyện kiếm cùng với một người thiếu niên. Người nam tử cao lớn này đang lần lượt đánh tới. Lại đến, hung ác hơn một chút đi, thông minh một chút đi. Kiếm pháp của ngươi phải trực tiếp hơn, phí sức tưởng tượng chỉ là vô dụng mà thôi. Phanh! Kiếm của thiếu niên kia bị bổ ra, bị chấn ngược về phía sau, ngã nhào lên trên đất. Chỉ là sau đó thiếu niên này lại nhanh chóng bỏ lên, lại lần nữa cắn răng xông lên. Lần lượt bị đánh bại, lần lượt bỏ lên. Trong miệng nam tử cao lớn kia vẫn đang không ngừng nói. Kỳ Linh ngồi trên thuyền ở phía xa xa nhìn vào một màn này. Hắn có thể nhìn ra được khuôn mặt của nam tử kia và thiếu niên kia rất giống nhau, hẳn là phụ tử. Cảnh tượng này khiến cho Kỳ Linh nghĩ tới cảnh tượng phụ thân dạy mình luyện kiếm. So với nam tử cao lớn này, kiếm pháp của phụ thân hắn tương đối rất là cao siêu hơn một chút. Có điều, nếu như luận thực lực, hắn tử kia lại không thua gì phụ thân hắn năm đó, bởi vì hắn tử kia đã đạt đến cấp độ tử phủ, chỉ là kiếm pháp so với phụ thân năm đó lại yếu hơn một chút mà thôi. Thôn xóm này rất là bình thường, thế nhưng hắn tử kia lại là tu sĩ tử phủ. Xem ra, hắn là mang theo đồ nhi tới đây để ẩn cư rồi. Kỳ Linh thầm nghĩ trong lòng. Nếu như phụ thân vẫn còn, nếu như ta còn có thể luyện kiếm cùng với phụ thân thì tốt biết bao. Bỗng nhiên Kỳ Linh đứng dậy. Phù chú, Kiều Nha Thiên Thần liền nói. Kỳ Linh lập tức cất bước, xoẹt xoẹt, lập tức đi tới chỗ nam tử cao lớn và thiếu niên ở phía xa xa kia. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 129 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.